chăn nuôi và trồng được số lượng lớn cỏ voi, muốn băm nhỏ chúng để làm thức ăn thô xanh tươi cho vật nuôi, hay muốn băm nhỏ chúng để ủ chua làm thức ăn dự trữ, thì đã có máy băm cỏ 6TASV tới từ thương hiệu Bình Quân Group. Không những băm được cỏ voi, có kích thước đồng đều với năng suất băm là từ 300 đến 500 kg trên giờ, thì máy băm cỏ 6TASV sẽ là một trợ thủ đắc lực dành cho các hộ chăn nuôi đấy ạ. Hộ nào mà đang chăn nuôi trâu, bò, dê, thỏ thì không thể bỏ qua chiếc máy băm cỏ 6TASV này nhé. Toàn bộ thiết kế máy được làm từ khung sắt thép chịu lực cao cấp, phía dưới còn có chân bệ rất chi là cứng cáp, cố định máy, đảm bảo trong quá trình hoạt động máy, máy không hề gây rung lắc. Bộ phận toa nạp và cửa xả được thiết kế với kích thước rộng. Toa nạp thì hướng rộng thẳng xuống buồng băm, cho nên là bà con cũng có thể dễ dàng nạp liệu. Nguyên liệu sau khi được thả vào toa nạp thì sẽ tự động cuốn hút và được băm nhỏ, băm nhuyễn đẩy qua cửa xả. Ở bộ phận cửa xả còn có một tấm chắn điều chỉnh nâng gập. Bà con có thể điều chỉnh được hướng phun xa gần của thành phẩm, thậm chí là có thể phun trực tiếp vào trong bể chứa của mình. Máy được sử dụng động cơ 3kW, một tờ lõi dây đồng 100%, và hiện tại là Bình Quân Group chúng tôi đang sử dụng motor toàn phát chính hãng, giúp cho máy hoạt động trơn tru, bền bỉ. Cơ chế hoạt động của máy là truyền chuyển động từ bu li động cơ đến bu li buồng làm việc của máy thông qua bộ phận một dây đai Cura, và hệ thống dây đai Cura cũng có ốp chắn bảo vệ bên ngoài, cho nên là bà con vận hành hoàn toàn yên tâm nhé. Sử dụng nguồn điện 220V, cho nên bà con chỉ cần kết nối với nguồn điện dân dụng nhà mình, sau đó là bật automat. Hệ thống automat của chúng tôi cũng được thiết kế là có vỏ nhựa ốp chắn ở bên ngoài, đảm bảo là không bị rò rỉ điện. Bà con vận hành cũng cực kỳ là đảm bảo ạ. Và bà con chỉ cần mất đúng một nhân công thôi là cũng đã có thể sản xuất ra số lượng từ 300 đến 500 kg nguyên liệu thô xanh phục vụ cho đàn vật nuôi nhà mình rồi ạ. Wow, quý vị bà con ơi, với một chiếc máy băm cỏ 6TASV chất lượng như thế này thì bà con thấy sao ạ? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và bà con nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm máy băm cỏ 6TASV của Bình Quân Group chúng tôi thì hãy liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ quý vị bà con đặt mua dòng sản phẩm máy băm cỏ 6TASV tới từ thương hiệu Bình Quân Group. Cuối cùng thì cảm ơn bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, và chúc quý vị bà con chăn nuôi thành công.